Hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Sáng hôm nay hai mẹ con Hiền xuống khá sớm mà trời mưa hồi nãy giờ, cả hai mẹ con cầm dù đi vòng vòng ngắm cây cả nhà ơi. Cái giờ mưa tạnh tạnh này nè, còn mấy bà bò buổi sáng này. Éo Quỳ xin chào cả nhà. Xin chào các bạn. Giỏi quá. Yêu đời quá, yêu đời quá. Con nói này con yêu đời lắm. Cái cây tắc của Hiền hôm trước mà cực kỳ siêu sai trái á cả nhà. Cả nhà nhớ không? Ở đây nè cả nhà. Trời ơi, hôm nay Hiền phát hiện. Ơi ơi trời mẹ cái. À trái đó đó hả? Con coi nó bự nè. Trời ơi, hôm nay Hiền phát hiện cái trái gì mà nó siêu bự luôn. Ở cửa biết quanh. Ừ biết quanh rồi con hái đi. Đây nữa nè cả nhà. Gì mà bự bự cách sòng kỳ luôn á trời. Đây nè. Trời ơi. Nó thơm cả nhà ơi. Nhìn cứ tưởng đâu là nó sắp nổ không mà trời, nhìn tưởng là mấy bong bóng sắp nổ không mà má ơi. Đây. Đó. Hai trái quá trời bự. Cái này còn nhỏ thì để lại. Trời ơi, trái tắc siêu to khổng lồ. Nó thơm cực kỳ luôn. Này cái cây này chắc đang dưỡng sức lại, tại vì để cho đợt trái quá trời ấy chán mà. Giang đứng bến tre của nhà Hiền đang đứng quét nhà. Hồi nãy Hiền nói để mẹ quét cho mẹ em đồ quét đó cả nhà. Con đồ quét nhà phải không? Đây cả nhà ơi. Ở bên đây mấy cái loại mà Hiền trồng chậu quá cả nhà. Hôm nay Hiền quay sơ sơ cả nhà xem. Cây cà này thì còn nhỏ cho nên cũng không có gì để quay. Còn cái cây này nè cả nhà. Đây. Cây này nè. Hiền đang tính tỉa nó bớt đó cả nhà. Tỉa mấy cái nhánh ở dưới á. Để cho ôi trời ơi nhìn nè, chưa kịp tỉa mà nó đã ra cái chùm bông rồi nè. Mấy cái nhánh mà ra chùm bông mà tỉa uổng quá. Đây nhà thấy cục vàng nhà Hiền có siêng năng ha. Đây mấy cái nhánh này nè, mấy nhánh nhỏ nhỏ này nó cũng đang ra bông nữa nè. Trời ơi nó ra bông hết trơn. Đây cả nhà. Đây mấy cái nhỏ nhỏ dưới này Hiền tỉa cũng bỏ. Mấy cái lá dưới Hiền cũng bỏ luôn. Trời ơi, cái cà này nó mau ra dễ sợ chứ. Chưa kịp gì hết. Thấy lẹ không ấy quỳ? Chưa kịp gì hết là nó đã ra trộm bông trái lắm trên. Ủa bông chứ chưa có trái. Của con ấy hả? Để mai mốt còn ăn nữa ha. Vậy sao chắc phải tỉa bỏ bớt mấy cái nhánh ở dưới nó cả nhà ơi. Mà sao tiếc quá. Hay là cây này thì để đại đi, cây sau thì tỉa ta. Mấy nhánh nào mà thấy chưa có ra bông á thì sẽ tỉa, còn mấy nhánh nào mà ra bông rồi thì thôi thì để đại đi. Cây sau mình sẽ tỉa sớm hơn nha. Để xem thử thử nghiệm xem nó sẽ ra sao hả cả nhà. Đây nè. Cho nó gọn cây bớt lại. Hiện thấy cái chùm bông quá trời to luôn cả nhà thấy không? Đây nè. Cái chùm này nhiều quá trời luôn nè. Hiền đoán này cà chua bi gieo không có nhớ hết cả nhà đó, chắc là cà chua bi quá. Tỉa bớt mấy cái lá lá vàng. Thời tiết ở bên đây nó mưa hoài, mưa hoài, tuần nào cũng mưa mà năm nay đặc biệt là năm nay mưa nhiều, nó có lũ luôn cả nhà nhớ không? Ở bàn thì bàn nó bị sao bèo có lũ. Còn mấy cái lá ở trên này nó cũng bị hơi hơi chừa lại vài lá để cho cái cây nó còn phát triển tiếp. Đây những cái cây cà này nè cả nhà, thì sẽ tỉa nó từ sớm là cái nhà này nó chưa có ra trái ra gì hết trơn nè, nó chưa có ra bông ra gì hết trơn này, thì sẽ tỉa hết mấy cái ở dưới để cho nó thông thoáng. Thì sẽ thử nghiệm cây kia, còn cây này thì mình sẽ tỉa nè, phải phát hiện nó sớm cả nhà ha. Chỉ chừa ở trên thôi. Con hái đi. Ừ, hái cho chuột cũng được, tùy con. Trời ơi, cái gì cũng xin cho chuột hết. Không hái gì xin cho mẹ hết vậy ta. Đây nè con, nguyên cái luôn nè. Đó, rồi con cho chuột ha. Mang dép vô, mang dép vô mới cho chuột được. Dép con đâu? Dép ra đó đó phải. Ở đây là hôm trước Hiền có mua mấy cái loại cây này nè cả nhà. Cái này là cái cây bông cải xanh này nè ha.
Với lại đây là mấy cái cải Mizuna, Mibuna, cải hoa hồng nè. Còn đây xà lách nè cả nhà. Còn đây là cải kheo hai mèo, mà cây này Hiền thấy đẹp quá cho nên Hiền mua về trồng thêm nè. Đó thì hôm nay Hiền sẽ trồng hai cái loại này vô trong chậu nè cả nhà. Mấy cái chậu này là hôm trước Hiền đã trộn đất rồi đó cả nhà. Hiền trộn cái đá phờ lai với lại phân gà. Cho nên bây giờ Hiền chỉ việc trồng vô thôi hết cả nhà. Thức từ hồi sáng sớm mà trời nó mưa cho nên bây giờ thành muốn nắng luôn rồi đó cả nhà. Trời mưa không quay được. Con làm gì vậy? Con cho nó ăn á hả? Cho nó ăn gì vậy? Ăn cỏ hả? Nó chạy kìa, nó chạy chạy tăng 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 cái túi của con heo màu trắng kìa. Trời coi nó ăn kìa quỳnh, coi cái mặt nó ăn kìa, chịu nổi nó không, nhìn như con heo vậy, y hệt con heo bé xí vậy. À, nó chạy chạy mất dép rồi. Rồi mở cửa ra đây con, mở cửa ra. Trời ơi con nó liến khỉ, trời đất ơi con nó liến khỉ, con trắng là chuyên gia liến khỉ. Dạ đến. Mày nghe tiếng con muỗi nha. Hiện đã trồng xong mấy cái loại xà lách với lại Mizuna, Mibuna rồi cải hoa hồng á cả nhà trong thùng này nè. Thì trời mới mưa cho nên cũng không có cần tưới nước đó cả nhà ơi. Bây giờ thấy đất rất lạm, rất là tốt cho nên chỉ chờ mấy máy phát triển lên thôi. Mấy cây đậu bắp của Hiền á cả nhà, tưởng đâu là mùa lạnh rồi sắp mùa đông rồi không có lên nổi, không cho trái gì hết trơn, ai về cũng đang cho trái nè trời. Trời bất ngờ vậy trời. Đã rồi trời. Trái nhỏ xíu à. Mấy cái cải hoa hồng radicchio nè cả nhà ơi. Hiền sẽ hái mới cho mấy con chuột của em bé quật tiếp. Cái món này mấy con chuột của em thích dữ lắm luôn. Hái nhiều hết nhiều. Tụi nó cũng thích xà lách nữa. Mà hổm rày Hiền chưa có trồng xà lách lại nên hôm nay Hiền mới trồng đó cả nhà. Cây này Hiền thấy nó mọc hổm rày là xinh nhất luôn á. Nhìn xinh dã man ha. Hái gì con? Vụ gì? Dạ? À xà lách của con hả? Để con cho nó ăn á phải không? Con muốn cho nó ăn á phải không? Dạ? Cái này là hôm trước Hiền kem Hiền gieo mấy cái cây cải thìa tím á cả nhà. Đây cả nhà thấy không? Nó lên được vài cây rồi nè. Còn cái này hình như là cái xà lách hoa hồng mà Hiền gieo thêm nè. Thì chờ vài bữa nó lớn, cái Hiền dời ra ngoài thêm. Dời ra tại vì ở bên đây còn khoảng trống nè cả nhà, Hiền sẽ dời ra trồng nó ra thêm nữa. Trời ơi, nhìn nó xinh quá cả nhà ơi. Dễ sợ luôn. Smile. Trời ơi cái kiểu smile của người ta kìa. Đó mẹ cho con đó, con đem cho nó nha. Dạ. Rồi gớt rồi. Cái mớ xà lách này nè cả nhà, trồng giống như là không gầy toàn mấy con chuột ăn không. Tụi mình cũng không có ăn luôn.
đẹp quá. Mà nhìn nó đẹp ha. Không? Coi với chồng rau nhà nó nhiều quá. Nó nhầm khi ăn nó cũng ngán cả nhà. Xong cái đôi lúc mình cũng mua những cái loại nào mà mình không có trồng ở nhà, mình mua ở tiệm mình ăn. Cũng có những loại hiền chưa có, giống như là cà rốt nó cũng ở nhà cũng chưa cho thu hoạch cả nhà thấy không? Nó thì hiền phải mua tiệm. Đây. Siêu hài qua đây mẹ nè. Ở đây nè, cảm ơn. Biết thì con nói tiếng Việt rành ha. Ha. Nói tiếng Việt rành ha. Sao mà con cũng lý lắc dữ ha. Ở chuồng hen ha. Để con cái này con đem đi cho chủ con ha. Dạ. Nè. Thôi đóng lại nhẹ tay thôi để nó sợ. Thôi con kia. Thôi, nhà ra cho nó kẻo quỵt. Con gà nó ăn kìa. Mẹ biết nó thích ăn cái salad này lắm. Salad hoa hồng mà. Cái salad này ăn tốt cho sức khỏe lắm. Mấy chục ăn gì tốt nè. Cả nhà ơi, thôi hôm nay thì hai mẹ con của Hiền xin kết thúc cái video thu hoạch này ở đây. Hẹn lại cả nhà phim sau ngày mai. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ gia đình Hiền. Hy vọng cả nhà sẽ thích chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye. Bye.